Trong sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Chưa bố trí dòng ngân sách riêng cho vấn đề này. Theo báo cáo về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 của Chính phủ, đến cuối năm 2023 có 11 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của chiến lược đến năm 2025, 3 trên 20 chỉ tiêu đạt một phần so với mục tiêu đã đề ra đến năm 2030, trong đó có 12 chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn so với năm 2022. Trong đó tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương năm 2023 đạt 50,9%. Tỷ trọng lao động nữ làm việc khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm giảm xuống còn 26,22%. Tuy nhiên, có 4 chỉ tiêu vẫn còn khoảng cách với mục tiêu đề ra đến năm 2025. Trong đó vẫn còn sự mất cân bằng giới tính khi sinh, khi tỷ số giới tính là 113,6 bé trai trên 100 bé gái, tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản còn cao. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội đánh giá, mặc dù thời gian qua, phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng, tuy nhiên tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị chưa tương xứng với trình độ, năng lực của phụ nữ hiện nay. Lao động nữ còn chiếm phần lớn trong các ngành nghề thâm dụng lao động, thu nhập bình quân thấp hơn so với lao động nam. Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa giảm, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, mua bán người vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ đó, Ủy ban xã hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành nâng cao chất lượng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, ban hành các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới để xóa bỏ mọi phân biệt đối xử về giới, tiến tới bình đẳng giới thực chất.